Thay đổi ảnh đại diện màu đen trên trang cá nhân, Hồ Văn Cường nhận được những lời động viên từ phía khán giả khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Khi thông tin Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả đồng nghiệp của nữ ca sĩ không khỏi tiếc nuối. Mới đây, Hồ Văn Cường đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, giọng ca sinh năm 2003 thay đổi ảnh đại diện màu đen. Kèm theo đó, khi báo chí liên hệ, nam ca sĩ cho biết hiện tại tâm trạng đang rất đau buồn vì sự ra đi của giám khảo solo cùng Bolero nên không thể chia sẻ thêm. Nhiều khán giả cũng để lại bình luận động viên Hồ Văn Cường. Một tài khoản chia sẻ, chị xin chia buồn cùng em và gia đình. Cố gắng nhé chàng trai, đừng quá đau buồn để mẹ Nhung ra đi được thanh thản. Tài khoản khác chia sẻ, xin chia buồn cùng con và gia đình. Đau lòng quá con à, cố gắng vượt qua nha. Một khán giả nhắn nhủ, cố lên nha em trai, thương cô Phi Nhung, thương em và các bé mồ côi. Mọi chuyện sẽ qua thôi, mẹ Nhung rồi sẽ được thanh thản đến nơi bình yên khác, một người xem một bạch. Bên cạnh đó cũng có những ý kiến trách móc vì cho rằng từ lúc Phi Nhung nhập viện điều trị Covid đến khi qua đời, Hồ Văn Cường hiếm khi có động thái liên quan đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên cũng có người lên tiếng bên vực, Phi Nhung chưa bao giờ trách Hồ Văn Cường, mọi người bớt khóc thuê đi để Phi Nhung an nghỉ. Không riêng gì Hồ Văn Cường mà các con nuôi của Phi Nhung cũng có những chia sẻ xúc động khi hay tin mẹ qua đời. Thiên Ngân đăng tải loạt ảnh bên giọng ca Bông Điên Điển và bày tỏ: con phải làm sao đây mẹ ơi, con khóc thật rồi mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ ơi. Trong khi đó Tuyết Nhung chia sẻ: con còn muốn mặc đồ đôi với mẹ nữa mà, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Mẹ về với Phật rồi, mẹ ra đi thanh thản nha mẹ. Bây giờ con không biết nói gì hơn nữa, đó là sự thật nhưng con không tin. Mọi người cùng cầu nguyện cho mẹ con ra đi thanh thản nha. Wendy Phạm, con gái Phi Nhung, cũng viết trên Facebook cá nhân: mẹ ơi, mẹ có thể ở lại với con lâu thêm, dù chỉ một phút thôi. Con muốn được nghe giọng mẹ nói, muốn được mẹ vuốt ve, con muốn thấy mẹ cười, muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa con cả. Con muốn được nói với mẹ, con yêu mẹ biết nhường nào.